Thưa quý vị và các bạn, từ xa xưa, làng Xuyên hay còn gọi là Cổ Liêu Trang, nay là làng Thanh Xá, xã Nghĩ Hiệp, huyện Yên Mỹ, đã nổi tiếng cần sa với câu ca: ngàn năm văn vật đất Liêu Xuyên, Đông Hải vang lừng tiếng bút nghiên, bìa vẫn lưu danh đền tể tướng, biển còn ẩn tích tiếng khôi nguyên. Phát huy truyền thống của tổ tiên, hơn 70 năm đi theo đảng, con cháu làng Xuyên đã có trên 20 người là giáo sư, tiến sĩ và hàng trăm người là bác sĩ, kỹ sư. Điều đó cho thấy làng Thanh Xá không chỉ là một vùng quê có tầng dày về lịch sử văn hóa mà còn là một vùng đất địa linh nhân kiệt, niềm tự hào của các thế hệ người dân quê nhãn. Theo sử sách, làng Thanh Xá được hình thành cách đây trên 1.000 năm, thời cổ. Làng còn có tên gọi là Cổ Liêu Hương. Thời vua Lý Cao Tông, năm 1185, gọi là Hồng Lô, sau đổi tên thành làng Liêu Xuyên, thuộc tổng Liêu Xá, huyện Đường Hào, nay là thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Từ xa xưa, làng Xuyên đã nổi tiếng gần xa với câu ca: đầu làng Thái Tẻ, cuối làng Trạng Nguyên. Bởi đây là mảnh đất đã sản sinh ra hai bậc hiền tài làm rạng danh cho quê hương đất nước, đó là Trạng Nguyên Đỗ Thế Diên và Thái Tẻ Phạm Công Trứ. Trước tiên phải kể đến là Trạng Nguyên Đỗ Thế Diên. Đây là một tấm gương tiêu biểu cho tinh thần hiếu học của người Việt Nam nói chung, các thế hệ người dân Thanh Xá nói riêng. Tích xưa kể rằng Đỗ Thế Diên tên thật là Đỗ Lý Diên. Cha của Đỗ Thế Diên mất sớm, ông sống với mẹ ở cuối làng trong cảnh mẹ quá con côi. Vì quá nghèo nên ngày ngày ông phải đi quét lá đa rồi đốt lá để lấy ánh sáng học bài. Đổi lại, ông là người thông minh xuất chúng, học đâu nhớ đấy, học một biết mười. Vào năm Ất Tỵ, niên hiệu Trinh Phù thứ 10, 1185, đời vua Lý Cao Tông, triều đình mở khoa thi tuyển sĩ vọng. Ông tham gia ứng thí và là một trong ba người đã đỗ đầu khoa thi. Khi đó ông mới khoảng 20 tuổi. Thời nhà Lý, do chưa có học vị Trạng Nguyên nhưng do đỗ đầu nên ông đã được suy tôn là ông Trạng. Với việc đỗ đầu, ông đã trở thành người khai khoa cho nền khoa cử xứ Đông. Hiện tên tuổi của Trạng Nguyên còn được lưu danh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và Văn Miếu Hưng Yên. Với tài năng và đức hạnh của mình, Đỗ Thế Diên đã từng đảm nhận các chức vụ quan trọng trong triều: triều nghị đại nhập nội thị, phu tỉnh quảng từ công cung sự, quảng từ kiêm quan phán hình viên sự. Do có những đóng góp to lớn cho triều đình, ông đã được vua ban thưởng túi dạ cá vàng và được phong đến chức quan đại tư đồ bậc trụ quốc, hay còn gọi là tứ trụ triều đình. Sau khi về nghỉ tại quê nhà, ông đã dùng bổng lộc dành dụm được trong suốt quá trình làm quan để xây dựng chùa báo ân với tâm nguyện: trước là báo ân vua, sau là báo hiếu cha mẹ, quê hương vì đã có công dưỡng dục sinh thành. Sau khi ông mất, nhà vua đã cho lập đền thờ ông ngay trên nền cũ của gia đình và thường xuyên cử các quan trong triều đến tế lễ. Ngày nay, thôn Thanh Xá vẫn còn địa danh ngõ chầu, nơi mà các quan và nhân dân địa phương đón nghe chiếu chỉ vua ban. Hiện tại, đây còn lưu giữ tấm bia đá thời Lý. Đây là một trong số 10 tấm bia cổ nhất tại Việt Nam và là một trong hai tấm bia đá cổ quý giá của tỉnh Hưng Yên. Nối tiếp truyền thống hiếu học của nhà khai khoa xứ Đông, Trạng Nguyên Đỗ Thế Diên, gần 5 thế kỷ sau, cũng tại mảnh đất này, đã xuất hiện một nhà khoa bảng, một danh tướng kiệt xuất, Thái Tẻ Phạm Công Trứ, người được suy tôn dưới một người trên muôn người. Thái
Thái Tể là kỵ ngoại của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Theo sử sách, Thái Tể Phạm Công Trứ sinh vào giờ Dần ngày 17 tháng 3, âm lịch năm Canh Tý 1600. Lúc sinh thành, Thái Tể được đặt tên là Nguyễn Nghiễm. Lúc trưởng thành, lấy tự là Công Trứ. Từ nhỏ, Thái Tể đã bộc lộ tư chất thông minh hơn người, giỏi văn tường võ. Năm 12 tuổi, ông đã được xếp vào loại nhiêu học. Năm Tân Dậu, lúc đó mới 21 tuổi, ông đã đỗ đầu khoa thi hương. Năm 25 tuổi, thi đậu kỳ khảo hạch sĩ vọng, được cử làm huấn đạo nho học phủ Thường Tín. Năm 1628, khi đó 28 tuổi, ông đã thi đỗ đồng tiến sĩ và được cử làm hiệu thảo viện Hàn Lâm, được đại diện cho các sĩ tử làm biểu tạ ơn vua. Trải qua nhiều chức tước, tham gia nhiều cuộc dẹp loạn từ trong cung nội của Trịnh Thước, Trịnh Sầm, loạn ở Cao Bằng của Mạc Kính Vũ, loạn ở phía Nam của Nguyễn Phúc Tần nổi lên chống lại triều đình, nên ông đã được thăng chức phó đô ngự sử, tước khánh Yên Bá. Là người tài đức vẹn toàn, ông đã có công lớn phò tá 5 đời vua Lê, 4 đời chúa Trịnh. Trong 43 năm làm quan, ông đã được thăng chức 11 lần, về hưu được 5 năm, tháng 7 năm Quý Sửu 1673. Ông đã nhận được ngự chỉ của vua Lê Gia Tông với nội dung: vì có trách nhiệm hầu hạ vua từ lúc còn trẻ thơ, có công lao to lớn, trung thành, siêng năng và cần mẫn, nên được mời lại vào triều giữ chức thượng thư 6 bộ, tham tán mọi việc cơ mật. Sau hơn 2 năm trở lại triều chính, phò vua giúp nước, ngày 28 tháng 10 năm Ất Mão 1675, ông đã qua đời sau khi lâm bệnh trọng, hưởng thọ 76 tuổi. Ông là vị quan thanh liêm chính trực, đã đóng góp nhiều công lao to lớn trong việc an dân, trị quốc. Vì quá liêm khiết chính trực mà sau khi ông mất, triều đình đã phải trợ cấp 500 quan tiền để tổ chức tang lễ cho ông. Ông đã được nhà vua vinh phong là Thái Tể và cho tên Thụy là Kinh Bang Tế Thế. Với tài năng xuất chúng trên nhiều lĩnh vực, các bản tấu trình về nội trị, ngoại giao, sách lược trị quốc, an dân của Thái Tể đều được nhà vua phê chuẩn ban hành. Vì thế mà đã giúp cho triều đình qua cơn khốn khó, dân tình đỡ lầm than, đói khổ vì nạn giặc giã, nạn tham nhũng trốn quan trường, siêu cao thuế nặng. Ông đã trình nhà vua ban bố 47 điều giao hóa nhân dân của nhà nước Lê Trịnh nhằm giữ gìn thuần phong mỹ tục, hướng dân làm điều thiện, tránh xa điều ác. Những điều giao hóa ấy vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay. Thái Tể đã có công lớn trong việc biên soạn và hiệu đính tập Quốc sử Đại Việt Sử Ký Toàn Thư lưu truyền cho hậu thế. Ông còn là tác giả của nhiều bài thơ chữ Hán được ghi chép trong cuốn Toàn Việt Thi Lục của Lê Quý Đôn. Là người có công lớn trùng tu văn miếu Quốc Tử Giám, lập nhà phán thủy giữa hồ, ông được so sánh với Y Doãn, Chu Công của nhà Thương, nhà Chu và hơn cả các bậc tể tướng tài giỏi nhà Hán, nhà Đường. Tên tuổi của Phạm Công Trứ đã được ghi trong quốc sử. Những tấm bia đá quý giá cùng những chiếc thống đá do vua ban tặng là những cổ vật vô cùng quý giá, minh chứng cho phẩm hạnh, tài năng của một bậc hiền tài vì dân, vì nước. Điều vinh hạnh là Thái Tể còn có hai người con đều là tiến sĩ, đó là Phạm Công Khoáng đỗ tiến sĩ khoa Tân Sửu năm 1661, Phạm Công Chiêu tự là Phạm Công Phương 14 tuổi đỗ tú tài, 17 tuổi đỗ hương giải, 37 tuổi đỗ tiến sĩ khoa Canh Thân năm 1680, làm quan đến cấp sự trung. Hiện nay thì dưới dòng họ Phạm của chúng tôi là có 3 giáo sư và 7 tiến sĩ. Của tôi là Văn Võ Kiêm Toàn, ngài làm trong triều phục vụ 3 đời vua. Ngài đã được tặng thưởng là 4 thống, 4 cái thống. Hồi xưa là bây giờ là mình huân huy chương ấy, hồi xưa lấy cái chỗ là thưởng 4 cái thống kìa.
Đấy, thế là cái là nổi bật. Hai nữa là cụ có một cái sách 47 điều giáo hóa bây giờ vẫn thi hành đấy, mình vẫn là học đấy. Thời kỳ mà cụ đã về rồi, nhưng mà lấy đồng hương để đồng lương ra để góp thuế cho thôn bên cạnh, thôn Yên Áo cùng xã. Tiếp bước ông cha, phát huy truyền thống của một vùng đất địa linh nhân kiệt, những thế hệ con cháu của làng Xuyên mặc dù còn đói nghèo khó khăn nhưng đã đời nối đời và lập nên những kỳ tích mà không phải làng quê nào muốn có là được. Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn thôn đã có hàng trăm người đỗ đạt thành danh, có trên 20 người là giáo sư tiến sĩ. Cụ Vũ Nhất Huy, tiến sĩ kinh tế học, bảo vệ luận án tại Thụy Sĩ năm 1957. Hai người có quân hàm cấp tướng, hàng chục người có cấp hàm đại tá, thượng tá, trung tá và thiếu tá. Đồng chí Trần Vĩ, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 6, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Phòng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, đều là con em làng Xuyên. Dòng họ Vũ là một những dòng họ lớn trong 10 dòng họ Việt Nam. Thế đến bây giờ ấy, thì dòng họ Vũ là một trong những dòng họ mà có những hậu duệ, tức là tiếp thu tất cả những cái tinh hoa của làng Thanh Xá. Thì dòng họ Vũ chúng tôi hiện nay thì riêng dòng họ Vũ là cũng vào khoảng được hơn 20 tiến sĩ rồi. Có những cái gia đình là như vậy, tức là chỉ có 4 người con. Tất cả là đều có bằng tiến sĩ và tốt nghiệp nước ngoài. Trong đó có một cô con gái, 2 bằng tiến sĩ. Đặc biệt tức là cậu con trai út là Vũ Thành Tự Anh, tốt nghiệp ở Đại học Harvard ở Mỹ. Là giám đốc Học viện Fulbright của Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện nay là cố vấn của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Cái quan trọng nhất ý, thì dòng họ Vũ tức là cái nổi bật là gì? Tức là tự tạo nên cho các con em rồi, các con cháu của mình là nó phải tự học và tự lập là chính. Đấy, lấy cái đó là chính. Hầu hết những cái cháu mà như vậy là tốt nghiệp mà tiến sĩ ở nước ngoài á, là tự học. Kể từ khi mở đất lập làng, thời nào cũng vậy, các thế hệ người dân làng Xuyên đã kế tiếp nhau viết lên những trang sử vẻ vang, hào hùng về quê hương đất nước. Đó là những trang sử về lòng yêu nước, tinh thần hiếu học, sống đẹp và biết làm giàu. Làng Thanh Xá xưa và nay thì là một làng có cái bề dày về lịch sử, có nhiều những danh nhân và có 2 đền thờ đã được nhà nước công nhận xếp hạng di tích lịch sử. Một là đền thờ cụ Phạm Công Trứ và 2 là đền thờ cụ Đỗ Thế Diên. Hàng năm thì đảng bộ và đảng ủy cũng đã có những nghị quyết. Thế và đến nay thì cũng đền thờ cũng đã được xây dựng. Thế và hàng năm thì cũng có cái công tác trùng tu, bảo tồn để giữ được cái di sản lịch sử của một làng quê, con em của các dòng họ. Đấy, đi ra ngoài đã phát huy được cái truyền thống của quê hương. Đấy, ra ngoài đã phương trưởng thành. Đến nay thì về trong quê hương cũng đã xây dựng quê hương, xây dựng làng xóm được phát triển như ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ nổi tiếng là vùng đất địa linh nhân kiệt mà làng cổ Lưu Trang xưa nay là làng Thanh Xá còn là sự ngưỡng mộ, điểm đến hấp dẫn với người dân trong vùng và quý khách thập phương bởi nó chất chứa trong lòng những tầng dày về giá trị văn hóa và lịch sử. Với diện tích không rộng nhưng làng Xuyên đã có tới 5 di tích lịch sử, đó là đền chùa Báo Ân, đền thờ Thái Tể Phạm Công Trứ, đình cổ Lưu và chùa Cả hay còn gọi là chùa Tam Liêu. Nét độc đáo ngay trước sân ngôi chùa gần 1.000 năm tuổi này là hàng năm vẫn diễn ra một phiên chợ Tết duy nhất. Phiên chợ được họp chớp nhoáng trong khoảng 1 giờ đồng hồ và bắt đầu từ tờ mở đất ngày mùng 2 Tết. Và độc đáo hơn cả là chính những mặt hàng được bày bán trong chợ là những thúng bún, rổ rau, mớ hành, mớ húng. Phải chăng với những giá trị đặc sắc về phong tục tập quán và những tinh hoa trong văn hóa phồn thực được người dân làng Xuyên lưu giữ từ đời này qua đời khác nên đã được vua Minh Mạng ban tặng 4 chữ khả phong mỹ tục. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, sự xâm hại của thiên nhiên, đặc biệt là những hạn chế trong công tác quản lý, lưu giữ và bảo tồn. Hơn nữa, các di tích đều đã xây dựng quá lâu nên nhiều hạng mục đã bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng. Thời gian gần đây, được sự quan tâm của các cấp, các ngành,
sự hảo tâm công đức của nhân dân địa phương và quý khách gần xa, các di tích của Thanh Xá đã được trùng tu xây dựng và đã trở thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng, những điểm đến hấp dẫn của nhân dân trong vùng và quý khách thập phương. Trước tiên, phải kể tới Chùa Cả, hay còn gọi là Chùa Tam Liêu. Chùa Cả nằm ngay ở vị trí đầu làng. Chùa được xây dựng từ thời Lý, cách đây gần 1.000 năm. Chùa đã được trùng tu nhiều lần nhưng vẫn giữ nguyên được lối kiến trúc cổ kính. Ngoài phiên chợ Tết độc đáo diễn ra vào tờ mờ sáng ngày mùng 2 Tết hàng năm, vào những ngày rằm mùng 1, chùa còn là một địa chỉ du lịch tâm linh hấp dẫn của người dân trong vùng. Nằm ở vị trí cuối làng là Chùa Nghĩa, hay còn gọi là Chùa Báo Ân. Chùa Báo Ân do Trạng Nguyên Đỗ Thế Diên xây dựng vào thời Lý. Ngay cạnh Chùa Báo Ân là đền Cụ Trạng. Vào những năm 1946-1947, được sự giúp đỡ của nhân dân địa phương, đồng chí Hoàng Quốc Việt, bí thư xứ ủy Bắc Kỳ, đã từng đóng giả nhà sư Chùa Văn Xá để sang Chùa Báo Ân chỉ đạo phong trào cách mạng và đàm luận với sư cụ về việc đạo, việc đời. Cùng với những di tích mang đậm dấu ấn lịch sử, ghi nhận công trạng của các bậc hiền tài, tại đây còn lưu giữ được một ngôi đình cổ khá nguyên vẹn. Đình được xây dựng vào khoảng từ năm 1225 đến năm 1240. Đình được kiến trúc theo kiểu nội tự, ngoại thất. Bên trong được thiết kế bát trụ long thuyền và được các nghệ nhân xưa chạm trổ long ly quy phượng hết sức cầu kỳ và tinh xảo. Nơi vọng cung đình, phía trên cao treo bức Hoành Phi, Thánh Thọ Vô Cương, dưới là ngai vị thành hoàng làng. Vị trí trang trọng nhất trong ngôi đình có treo bức Hoành Phi lớn với bốn chữ Mỹ Tục Khả Phong. Đây là bốn chữ mà vua Minh Mạng đã ban tặng cho nhân dân làng Thanh Xá, ý nói đây là làng có phong tục rất đẹp. Tự hào là người làng Thanh Xá, một vùng quê địa linh nhân kiệt, một vùng quê mỹ tục khả phong, các thế hệ người dân Thanh Xá, người ở quê, người xa quê đã và đang hướng về quê hương với những việc làm thiết thực để xây dựng Thanh Xá ngày càng giàu hơn, đẹp hơn và văn minh hơn, xứng đáng với truyền thống của tổ tiên và sớm trở thành một điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới trên quê hương xứ Nhãn.